Hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review chiếc xe này. Chiếc xe này là chiếc xe Edge nha mọi người. Xe Edge độ lên trái 54 nha. Đây là mâm 5 cây nha mọi người. Được làm bằng ống hút kéo mút nha. Và đây là máy, là cái motor để làm quạt mini nha mọi người. Chiếc xe những trẻ trâu xứ đá phát minh ra rất là đẹp nha mọi người. Cái yên xe được lại thì được làm bằng xốp, còn mà thắng điện đang hoàn nha mọi người. Còn bô thì là bô được làm bằng tem của trái nước ngọt nha. Và trên dàn áo xe thì có chữ gì đó mình không biết nữa, chữ tiếng Anh không nha mọi người. Đây, xe khá độc đáo luôn. Những trẻ trâu thời nay thì rất thích làm những mô hình như vậy nha mọi người. Đây, xe tiếp theo. Tiếp theo nha. Xe này là của nhà phát minh Điều Tuấn nha. Được anh ấy làm nên một cách rất là tỉ mỉ. Để bô thì bô móc đồng vào nha. Còn máy dây điện này thì gắn cho màu mè thôi. Xe này thì chúng ta nhìn có thể tưởng là xe thiệt nha mọi người. Những kỹ năng sáng tạo rất tuyệt vời. Xe này thì đầu màu cam nha. Yên thì được làm bằng xốp để chống nắng, đẹp da. Thắng thì thắng địa nha. Thắng địa 7 sao. Cầm thì được làm bằng những dây kẽm. Rồi những cái phục thì được làm bằng ống hút nha mọi người. Quay đâu em. Sườn xe thì anh ấy hàng rất là chắc luôn. Còn máy thì cũng được làm từ motor nha. Tay ga thì màu đỏ nha. Giờ mình sẽ review chiếc xe tiếp theo. Đây là chiếc xe cuối cùng nha mọi người. Chiếc xe màu xanh. Khá là phong cách của những người Nhật Bản luôn nha. Xe thì chúng ta thấy rất là nặng nề nha. Mâm thì được làm từ vật chất liệu rất là tinh tế. Vỏ xe thì bị móp hình nữa rồi nha. Người ta chạy xe. Ở đây thì bô màu đỏ nha. Mình thì không hiểu nhiều về xe lắm, nhưng mà mình biết cái gì mình sẽ nói cái đó ra nha. Ở đây thì xe này hai máy nha mọi người. Đây là hai bô nha. Hai bô thì màu vàng, lấy từ dây điện lớn nha mọi người, làm hai cái bô. Ở đây thì bình lọc nước, còn ở đây cũng là xe này cũng có thắng địa đâu nha mọi người. Trước đầu xe thì có cái là cờ Việt Nam. Xe này được nhập khẩu Việt Nam nha, xe trong nước luôn nha. Theo mình nghĩ xe này nếu mà ngoài đời á thì cũng tầm 80 triệu mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ chấm điểm 3 chiếc xe này nha. Mình chấm điểm xe chính giữa đẹp nhất nha. Xe chính giữa đẹp nhất. Rồi đến xe có lá cờ trước đầu nha. Đây. Và xe thứ 3 là xe màu hồng nữ tính này nha. Tại vì nó làm không được đẹp cho lắm, nhưng mà làm được như vậy là khá là tuyệt vời rồi mọi người. Video của mình tới đây cũng xin kết thúc rồi nha. Nếu
mọi người thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký để cho mình có thêm động lực làm nhiều video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút thông báo để được thông báo mỗi khi mình làm video mới nhất nha mọi người. Bye bye. Gọi cho tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Thức mày gọi cho tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi cho tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Thức mày gọi cho tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Cậu mãi nẹt bù đã số lên đầu. Tháo mãi rap vô đơn giản của tao đam mê tao cậu. Cậu cũng mày nói được bao nhiêu, này mày cứng thể hiện được bao nhiêu. Đêm này bảo sáng được bao nhiêu, khỏi cần hỏi cứ theo tụi tao phiêu. 2016 cứ gọi tụi tao Racing Boy. Thế giới tụi tao đang đứng và đang bay lên trong bóng tối. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là 12 giờ đêm. Mấy ông can mắc cổ với xe tụi tao cả ngàn chẳng thể nào đếm. Nếu mày có bản lĩnh thì cứ theo tụi tao nhanh. Cứ việc ở nhà đắp chăn mà ngủ khi xe mày không phanh. Điện thoại mày nóng, má mày chồng cứ nói với má là con đang đi lanh quanh. Thì kiếm đam mê với mấy thằng ganh từ các tỉnh thành. Hiện tại chứ không như xưa tụi tao đi bảo là không có họ hét. Hôm đó là tiếng đồng cơ Sai Sachi cho chết nó nẹt. Mio và Luvias vẫn đề ba là nhất. Mỗi khi về đêm quay A nó vẫn còn đó, vẫn trên tay cùng Super Dream. Gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Thích mày gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, Bobo đến rồi tao đi thôi. Phe đang nóng, quyền quay sới tụi tao đã khá đông, bức lộ đang chống.